là chàng cứu hỏa, bạn cần giúp đỡ gì không? Một đám cháy đã xảy ra ở tòa cao tầng, cư dân đang mắc kẹt ở trong đó. Chúng mình phải nhờ lính cứu hỏa giúp đỡ. Đừng lo lắng, đội cứu hộ cứu hỏa sẽ khởi hành ngay lập tức. Có một tình huống khẩn cấp, chúng mình mặc đồng phục cứu hỏa và sẵn sàng khởi hành. Cứu tôi với. Kiki, đám cháy ở tòa nhà cao tầng rất nghiêm trọng, khiến tất cả cư dân đều bị kẹt trong đám cháy rồi. Chúng mình cần khẩn trương và giải cứu họ. Momo, mình sẽ vào tòa nhà để cứu các cư dân. Bạn ở ngoài này để kiểm soát đám cháy và giúp mình cứu mọi người. Không vấn đề gì cả. Trước tiên, hãy chuẩn bị thiết bị cứu hộ trước khi vào tòa nhà cao tầng. Xẻng xúc lửa, bình chữa cháy, diều cứu hỏa, mặt nạ bảo vệ. Thiết bị đã sẵn sàng, hãy đi cứu người nào. Đám cháy quá mạnh, hãy dập lửa bằng súng nước trước. Ôi, các vật đang cháy, đá đổ sạch xuống, sử dụng xẻng xúc và hất chúng ra. Lính cứu hỏa Kiki, đừng sợ, mình sẽ giúp bạn ra ngoài. Đống gỗ đã rơi xuống, sử dụng diều cứu hỏa để tách chúng ra. Lệnh cứu hỏa Kiki, nhanh nào, theo sát mình đến nơi an toàn. Mọi cư dân đều đã được cứu, hãy đưa họ đến nơi an toàn. Dập lửa bằng thang treo tường và xuống nước. Kiki, tất cả cư dân đều được giải cứu và đám cháy đã được kiểm soát. Nhiệm vụ giải cứu đã hoàn thành.